Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến rất gần. Đối với mỗi người dân Việt Nam thì Tết cổ truyền dân tộc có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tinh thần. Bởi vậy, việc chăm lo Tết mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, đặc biệt là đối với những công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách. Vâng, chia sẻ, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng. Cư dân mạng cho rằng với sự chung tay góp sức của nhiều tập thể cá nhân có tấm lòng vàng sẽ có ngày một nhiều hơn những hoạt động ý nghĩa cùng động viên giúp đỡ người dân đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm và không ai bị bỏ lại phía sau. Lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, những chương trình hỗ trợ kịp thời, các hoạt động gắn kết để người lao động xa quê Tết này không còn phải lo chuyện tàu xe khó khăn. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, cư dân mạng cùng nhau lan tỏa, chia sẻ hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động thăm, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán. Cư dân mạng cho rằng đây thực sự là những hoạt động rất kịp thời và có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm mùa xuân thêm ấm áp cho người lao động, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như chợ Tết công đoàn, tấm vé nghĩa tình, chuyến xe xuân nghĩa tình, chuyến bay công đoàn xuân 2024 cho người lao động về quê ăn Tết. Vậy là người lao động đã bớt đi rất nhiều nỗi lo. Nhiều doanh nghiệp tổ chức phương tiện cho công nhân về quê, chuẩn bị phần quà cảm ơn cha mẹ công nhân. Có những doanh nghiệp năm nay tuy kinh tế rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho người lao động có cái Tết ấm no. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện sự trân trọng, tri ân và ghi nhận sự đóng góp của người lao động để người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, xem doanh nghiệp như ngôi nhà thứ hai của mình. Với phương châm, không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết. Trong giai đoạn Tết, cán bộ công đoàn sẽ thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động vui xuân đón Tết, tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo. Cư dân mạng cũng thể hiện mong muốn bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trước mắt cho dịp Tết Nguyên đán thì những giải pháp căn cơ lâu dài này sẽ thực sự tạo chuyển biến, góp phần cải thiện đời sống cho công nhân, người lao động một cách lâu dài và bền vững. Tinh thần để không ai bị bỏ lại phía sau không chỉ là những việc làm mang tính thời điểm mà đã trở thành mục tiêu bền vững để chính phủ, các bộ ngành cùng đồng hành và giải quyết những khó khăn đối với công nhân, người lao động. Những chính sách cụ thể thể hiện sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người lao động không chỉ về tinh thần mà còn tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất. Mong muốn không chỉ người lao động có hoàn cảnh khó khăn mà những người nghèo, những người yếu thế cũng sẽ tiếp tục được quan tâm, chăm lo. Các địa phương sẽ có sự hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng đối tượng. Trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng chia sẻ thông tin, những con số ấn tượng từ các chương trình kêu gọi quyên góp Tết vì người nghèo tại các địa phương. Cụ thể, chương trình Mang Tết Sum Vầy, Xuân Gắn Kết Đến Người Lao Động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm 2015 đến nay. Sau 10 năm triển khai, đã có hơn 168.000 chương trình Tết Sum Vầy được tổ chức ở các cấp công đoàn, với hơn 24 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia, tổng kinh phí được hỗ trợ là trên 17.000 tỷ đồng. Cư dân mạng tin tưởng hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, huy động mọi nguồn lực, quan tâm một cách sâu sắc và có hành động thiết thực để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Cộng đồng mạng cũng kêu gọi mỗi người có thể trong điều kiện của mình sẽ tích cực tham gia các hoạt động vận động, quyên góp ngày trước Tết Nguyên đán để có thể lan tỏa, đem thêm yêu thương dành cho những hoàn cảnh khó khăn để mỗi gia đình đều được đón một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa và đoàn viên. Những con số tích cực thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm đối với người lao động, mong tất cả mọi người cùng chung tay giúp đỡ, ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi một hoạt động sẽ góp phần mang xuân an vui đến cho mọi nhà, đây chính là động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Những phần quà ý nghĩa từ các cấp công đoàn đã giúp gia đình người lao động như chúng tôi yên tâm làm việc, đón Tết đầm ấm hơn. Xin cảm ơn sự quan tâm từ các cơ quan đoàn thể và các cá nhân. Việc chăm lo cái Tết ấm cúng cho người có hoàn cảnh khó khăn là việc làm cao đẹp và là sự cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng ủy và chính quyền địa phương. Trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, những sự quan tâm chia sẻ từ các cấp chính quyền đã thắp sáng lên truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách của dân tộc.